Trở lại với những thông tin về tình hình giao thông trên cả nước vào ngày hôm nay mùng 6 tháng 5. Thưa quý vị, liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến ba mẹ con tử vong ở Hà Nội, và sáng mùng 6 tháng 5, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị trấn Tây Đằng Ba Vì Hà Nội cho biết, nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn là người mẹ bị trao nhầm con cách đây nhiều năm tại bệnh viện. Cụ thể, các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn là chị Phùng Thị Thu Hát, người mẹ từng bị trao nhầm con và hai người con của chị Hát. Trong số hai nạn nhân nhỏ tuổi, có một nạn nhân là cháu bé bị trao nhầm cách đây nhiều năm tại bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, chị Hát đang đưa hai người con đến học tập tại trường tiểu học Tây Đằng A thì gặp nạn khi chỉ còn cách trường chừng vài trăm mét. Hiện phía gia đình đang tổ chức lo tang lễ cho những nạn nhân xấu số. Chính quyền thị trấn Tây Đằng cùng các cơ quan đoàn thể, đại diện nhà trường cũng đến động viên, chia sẻ và hỗ trợ một phần kinh phí để gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân. Trước đó vào khoảng 14 giờ ngày mùng 5 tháng 5, chị Phùng Thị Thu Hát điều khiển xe máy chở theo hai con là cháu Phùng Đăng Ca và cháu Phùng Quang Ca ở Ba Vì, Hà Nội, đang là học sinh lưu thông trên đường. Khi chị Hát đi đến ngã tư giao cắt giữa quốc lộ 32 và đường tránh 412 gần trường trung học cơ sở thị trấn Tây Đằng đã xảy ra va chạm với xe tải mang biển số Hà Nội. Vụ tai nạn khiến ba mẹ con chị Hát tử vong tại chỗ.